Nóng rồi, tại vì nóng cơ. Nóng rồi, vô. Rớt hả, rớt hộp cơm à? Cơm. Cơm, ở cơm. Đấy, đúng rồi, luôn rồi. Cái mồng tơi này á, mình sẽ cắt ra cho nó nhỏ nè, tại vì cái lá mồng tơi quá trời to các bạn. Và mình đó, cắt ra như vậy nè, khi mình ăn á thì nó sẽ gọn hơn. Các bạn xem nè, cái lá mồng tơi nó bự như vậy nè. Nè, to như vậy. Mà khi mà mình nấu á, mà mình không cắt ra là nó quấn cục lại với nhau dữ lắm. Như đá mà mình mới đổ ra. Rồi đổ nước vào, mình sẽ vớt bọt nè các bạn ha. Mình vớt bọt này để cho nó đừng có bị tanh đó các bạn, tại vì cái phần bọt này là phần tanh của hến. Mình càng vớt sạch đó thì cái nồi canh của mình nó sẽ ngọt và nó không có bị tanh. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mướp vào trước, tại các bạn thấy không? Bỏ mướp vào nha. Ui dằn. Rồi xong cái mướp nó chuẩn bị nó trong trong lại rồi, bắt đầu mình sẽ bỏ cái mồng tơi vô và nêm nếm. Cái này vô đó, các bạn thấy nó trong trong vậy là bỏ vô được rồi đó. Trời ơi, đôi khi bữa cơm nó chỉ đơn giản như thế thôi đó. Xong ha, rồi thêm vô đó. Trời ơi, đúng là rau nhà cái nấu một cái nồi canh hú hồn luôn. Mình bảo đảm với các bạn là cái nồi canh này sẽ rất rất là ngọt. Nó vừa có mướp, vừa có mồng tơi, rồi hến nữa, rất là ngọt luôn các bạn. Cái này ha, mình ăn với mì ha, hoặc là ăn với mì gói các bạn, cũng hết sảy luôn các bạn. Rồi ha, trộn lên. Rồi sau đây thì mình sẽ nêm 2 muỗng hạt nêm ha. Hạt nêm rau củ các bạn, đây là hạt nêm rau củ các bạn. Rồi cái này mình chỉ muốn được có nửa muỗng à. Ok, muỗng rưỡi nha các bạn, nhiêu đây nửa muỗng là được một muỗng rưỡi ha. Mình chỉ nêm như vậy thôi, rồi trộn đều lên để mình nếm thử coi nó vừa ăn chưa. Chờ chút nha, mình đếm cái. Quá ngọt luôn. Ok rồi, xong rồi tắt bếp. Đây là hành ở sau vườn nè các bạn, đó bỏ vô luôn đó. Mình mới hái ngoài vườn á. Hành này là hành hương, nó thơm. Xong hoàn thành một nồi cơm cho chồng. Nóng rồi, tại vì nóng cơ. Nóng rồi, vô. Rớt hả, rớt hộp cơm à? Cơm. Cơm, ở cơm. Đấy, đúng rồi, luôn rồi. Bữa cơm đã bạc, cái này là thịt gà hôm bữa đi ăn ở trên nhà anh kia đem về, dư đem về. Hôm bữa nay ăn ngồi ăn không vậy, giỏi rồi, đi học được rồi đó. Giỏi vậy là đi học được rồi. Canh nè các bạn. Gà nướng nó chát đen. Còn đây là gà nướng, gà quay gì đó, gà nướng. Ngon không con? Nó còn mời mọi người miếng canh nha các bạn. Ngọt liệm luôn, có hến nữa, thơm mùi hến.
đổ dữ con. Muốn tự do nữa, muốn dài, muốn ăn, ăn bị. Rồi, rồi hết rồi, rồi hết vô. Muốn tự do. Rồi, con ngồi xin vô. Được rồi, mày lụm xong hết rồi. Bữa công việc trên đất nước Mỹ là như vậy đó các bạn. Dù đi đâu á, mình cũng rất thích ăn đồ ăn Việt Nam. Đi ra ngoài chợ đôi khi những cái món ăn nhanh của Mỹ á, nhiều khi mình ăn mình cũng thấy nó không có ngon. Cho nên cứ thích ăn những cái món đơn giản giống như canh bầu mướp vậy đó, mà mình lại cảm thấy nó ngon mà nhớ quê nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Thân mến chào, hẹn gặp lại mọi người.